xóm đình nhân viên ăn tất niên to chứ cơ. Đấy. Hả? Đi tòa án còn. Đi ăn tòa án còn à? Vâng. Thiếu một cái tá. Đây, đây. Thì là màu ông lão nhà bà này mà năm nay về thì vui nhỉ? Vâng, nhưng mà ông về dày chung nha. Tổ chức được một bữa liên hoan rất là chu đáo như này, bởi đây là công đầu thuộc về thế hệ trẻ. Đó là vợ chồng đồng chí tổ trưởng và vợ chồng đồng chí tổ phó. Đây hai cháu xin giới thiệu là hai cháu tổ trưởng và tổ phó của xóm mình. Thế còn tôi với lại anh Thân với lại anh Tuấn là cố vấn cho hai đồng chí này. Đấy. Ê, năm mới thì năm cũ năm nay đấy là chúng ta cũng phải nói là xóm là rất đoàn kết và chúng ta cũng làm được nhiều việc. Ê, tôi tin rằng sang năm mới là chúng ta sẽ có nhiều niềm vui mới và mong cầu mong cho mọi người đều khỏe và hạnh phúc. Xin mời các vỗ tay và các cháu. Khai tiệc. Phụ nữ xóm này toàn những người đẹp đó. Được bắt thân khen. Hôm nay không có bác lụa nhỉ? Nay không, hôm nay có việc. Năm nào đây xin báo cáo cả nhà để hoa hậu đây này. Hoa hậu sản xuất. Chết rồi. Hình như trời mưa sao à? Công nhân phải bắt làm có lỗi hạt mưa đấy ạ. À. Chết rồi kìa. À? Ôi, ai có mũ lỗi mũ và ăn rồi cho nó. Mưa bay bay. Nhà em thích này nghe. Tại sao mà chẳng đi? Hay là...
không phải thì vừa vừa ép mọi người để đấy để cho anh. Chị cho em xin tí gạch vậy ạ. Ông ơi, cho anh mà. À thế. Mong là mình mưa để cho em tăng hả? Thế rồi, thế rồi. Hả? Mưa bay rồi. Nhưng mà anh bác Tiến bác ấy phát biểu xong cái có hạt mưa là có lộc đấy. Xây dựng xóm ta là một ngày một vui tươi khỏe mạnh và hạnh phúc. Vâng. Hôm nay ngày ngày rất đẹp, vâng. Trời đẹp trời. Vâng. Hầu như là ủng hộ hồ chúng ta. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn. Vâng. Vâng, bây giờ tuyệt vời, 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 các bạn về nhé, đoàn kết chương trình 2050. Cảm ơn cô Dung Thị ấy rồi.
điều tốc rồi. Vâng. Đó, nó cứ sôi mãi. Rồi mời cô. Mời cô. Rồi. Rồi rồi. Rồi. Để vài đốt nữa rồi. Anh ơi. Rồi, rồi. Đóng rồi. Anh ăn nè. Công nhận. Cái gì cơ?